Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay ở khu vực Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ, trong khi đó ở phía Đông Bắc Bộ thì sẽ duy trì tình trạng nồm ẩm. Nhìn ở trên bản đồ dự báo ẩm của miền Bắc vào ngày và đêm nay, quý vị sẽ thấy hầu hết đó là màu xanh, thể hiện là độ ẩm trên 70%. Những nơi có màu xanh đậm, độ ẩm còn cao hơn trên 90%, khả năng là có cả mưa nhỏ xuất hiện nữa. Đến trưa thì hầu hết là toàn miền, trời sẽ tạnh ráo và hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của Đông Bắc Bộ là từ 22 đến 26 độ C. Ngoài trời ấm ẩm, còn trong nhà thì nhiệt độ vẫn còn lạnh, chính là điều kiện tạo nồm ẩm. Trong thời tiết như thế này, các thiết bị điện tử rất là dễ bị ẩm, nhất là các chi tiết bằng kim loại dễ bị oxy hóa và ăn mòn, làm cho các linh kiện ở trong mạch điện bị hỏng hóc, có thể gây ra tình trạng chập điện hay là cháy nổ. Để tránh cho đồ điện tử khỏi bị ẩm ướt, các gia đình chú ý là chúng ta nên đặt các thiết bị điện tử ở cách xa những nơi mà có thể gây động nước, như là ở dưới sàn nhà, trên tường nhà hay là trên mặt kính. Xuống khu vực Trung Bộ thì thời tiết ngày hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ ở khắp các thành phố từ Vinh trở vào đến Phan Thiết không nơi nào vượt quá mức nhiệt 31 độ C. Hôm nay thì Nam Bộ cũng có nắng, nhưng ở đây là nắng gắt, nóng nhất sẽ diễn ra ở thành phố Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa hay là ở huyện Đồng Phú 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi còn lại của khu vực này thì nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 34 độ C, chưa tới ngưỡng nắng nóng, nhưng với mức nhiệt như thế này thì quý vị cũng sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa. Chuyển sang thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Với vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì ít mưa, nắng nhiều, gió khu vực này ổn định cấp 3 đến cấp 5, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho 7 vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Hiện tượng lạ bất ngờ xuất hiện ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định, nơi nổi tiếng vì rạch. Ngày 1 tháng 2, người dân ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định ngỡ ngàng trước cảnh sương mù giăng khắp lối phố biển vào buổi sáng. Họ được ngắm và hưởng thụ không khí sương mù lạnh như đang ở Đà Lạt. Sương phủ kín thành phố Quy Nhơn, bao bọc hết cảnh vật, khiến cho buổi bình minh ở thành phố biển xinh đẹp trở nên vô cùng lãng mạn. Theo lời của người dân địa phương, đây là cảnh hiếm khi xuất hiện ở thành phố này. Màn sương quẩn quanh, ôm trọn các con phố, tuyến đường và những dãy núi bao bọc thành phố, tạo nên cảnh đẹp khác biệt dưới ánh bình minh. Nhìn từ xa, cảnh vật bỗng trở nên mơ màng, êm dịu tựa như đang ở Đà Lạt. Nhiều người dân và du khách rất thích thú khi chứng kiến khung cảnh thành phố huyền ảo trong ánh bình minh. Hôm nay thì Quy Nhơn có sương mù và không khí hơi se lạnh, rất dễ chịu. Với khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo của thành phố biển Quy Nhơn, không khác gì một bức tranh thủy mặc. Thành phố Quy Nhơn yên bình, êm ả lại lung linh, ảo diệu trong làn sương sớm rất lãng mạn. Ai chứng kiến đều có cảm giác thích khó tả, rất khó để quên, ông Nguyễn Hoàng, du khách Đà Nẵng nói. Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, hiện tượng thời tiết ở Quy Nhơn là sương mù bức xạ, thường hình thành vào mùa đông nằm sát mặt đất. Sương hình thành từ giữa đêm khi trời quang mây, lặng gió, độ ẩm cao, hơi nước ngưng tụ lại lơ lửng trong không khí và tan khi có nắng, gió. Ông Hùng nói và cho biết hiện tượng này chỉ ảnh hưởng tầm nhìn, ít gây hại sức khỏe cho người dân. Sương dày đặc còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh vào giáp Tết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7 và ngày 8 tháng 2, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 8 tháng 2, miền Bắc có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán, miền Bắc đón rét, nhiều nơi xuất hiện rét đậm. Trước khi đón không khí lạnh mạnh, trong 2 ngày 2 và 3 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù, mưa phùn vào đêm và sáng. Trưa chiều trời hửng nắng, khu vực Tây Bắc Bộ ít mưa, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2, 24 đến 27 tháng Chạp, miền Bắc duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 26-28 độ. Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 2 và 3 tháng 2 có sương mù, mưa phùn, nhiều mây, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19 đến 25 độ. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, riêng ngày 5 tháng 2 có thể có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Ngày 8 tháng 2, 29 tháng Chạp, Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển nhiều mây, có mưa, nền nhiệt giảm sâu, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 đến 19 độ. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 2, ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết, Hà Nội không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 14 đến 17 độ.
Hà Nội mây mù dày đặc, các chuyến bay cất hạ cánh thế nào? Từ tối ngày 30 tháng 11 đến trưa ngày 1 tháng 2, bầu trời Hà Nội có mưa phùn và mây mù dày đặc. Tuy nhiên, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, tình hình tàu bay cất hạ cánh ở sân bay Nội Bài vẫn diễn ra bình thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây kèm theo mưa phùn và sương mù sáng ngày 1 tháng 2. Tình trạng này có thể diễn ra và ảnh hưởng tới hoạt động cất hạ cánh máy bay tại các cảng hàng không. Trao đổi báo chí với ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết việc vận hành các chuyến bay ở khu vực miền Bắc vẫn diễn ra suôn sẻ. Hôm nay có tới 500 chuyến bay được khai thác tại sân bay Nội Bài. Cũng trong ngày 1 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác phục vụ, khai thác ở sân bay Nội Bài. Từ nay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chính thức triển khai áp dụng quy mô giá quyết định ACDM. Với việc triển khai quy mô này sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến bay, nhờ tối ưu hóa về hiệu quả khai thác và giảm thời gian lăn của tàu bay. Ứng dụng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác tại sân bay. Ngoài ra, ACDM khiến kiểm soát viên không lưu giảm tần suất liên lạc với tổ bay do thông tin giờ dự kiến nổ máy đã được hiển thị trên hệ thống dành riêng cho phi công, dẫn đến giảm khối lượng công việc cho việc kiểm soát viên không lưu. Dự báo thời tiết ngày và đêm 2 tháng 2 năm 2024. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc là 27 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Tháng 2 năm 2024, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, khô hạn kéo dài. Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 2 năm 2024, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng 2, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng, không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông lốc, sét, mưa đá. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài. Bà Trần Thị Chúc lưu ý. Cùng với đó, trong tháng 2 năm 2024, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây ra băng giá ở một số nơi vùng núi cao phía Bắc, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sương mù và mưa phùn có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông. Dông lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Thiệt hại nặng vì rét đậm ở miền núi phía Bắc, hỗ trợ các hộ có gia súc gia cầm bị chết. Thống kê của các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An cho thấy, trong 8 ngày qua đã có 773 con gia súc chết do ảnh hưởng của rét đậm rét hại. Trong đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An là những địa phương có số gia súc chết nhiều nhất. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, diễn biến đợt rét đậm rét hại xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, với các hộ có gia súc gia cầm bị chết do ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được hỗ trợ theo Nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ. Theo đó, gia cầm đến 28 ngày tuổi hỗ trợ 10.000 đến 20.000 đồng một con. Trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 21.000 đến 35.000 đồng một con. Lợn đến 28 ngày tuổi hỗ trợ từ 300 đến 400.000 đồng một con. Trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 450 đến 1 triệu đồng một con. Lợn nái và lợn đực đang khai thác hỗ trợ 2 triệu đồng một con. Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng một con. Bò sữa trên 6 tháng tuổi hỗ trợ 3,1 đến 10 triệu đồng một con. Trâu bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi hỗ trợ 500.000 đến 2 triệu đồng một con. Trên 6 tháng hỗ trợ 2,1 đến 6 triệu đồng một con. Hươu nai, cừu và dê hỗ trợ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng một con. Điều kiện được hỗ trợ là người chăn nuôi sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. Cùng đó, người chăn nuôi phải có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch nếu có. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.